Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu công trường công xã Paris, khu nhà thờ Đức Bà, và chúng ta thấy những hình ảnh của những chiếc xe xe bus, xe hơi rất là nhiều ở khu vực này. Đó là họ đi đến tham quan cái địa điểm gọi là bưu điện trung tâm thành phố. Thì cái địa điểm này em cũng đi đến cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa lần nào em đi vô trong hết. Thì hôm nay nhân cái bữa dẫn bạn đầu nhỏ đi chơi vòng vòng ở khu vực nhà thờ Đức Bà này buổi chiều, thì em dẫn bà con mình cùng đi lang thang một vòng ở cái khu vực nhà thờ Đức Bà này buổi chiều ha. Sẵn là mình đi vô cái bưu điện trung tâm thành phố luôn. Ở đây chúng ta thấy trước cổng trường trường Hòa Bình, và nơi đây có rất là nhiều trẻ em buổi chiều tụ họp ở đây để cho bồ câu ăn. Bạn đầu nhỏ thì đi chơi bên kia rồi, bên con đường sách ở kế bên bưu điện, và nhìn hình ảnh bưu điện của ngày hôm nay cũng có kiến trúc như ngày xưa, nhưng mà cái màu sắc thì chắc có lẽ hơi khác tí so với những hình ảnh mà em xem trên mạng ha. Nhà thờ Đức Bà thì hiện nay đang trùng tu lại cái mái ngói. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến hồ con rùa Phạm Ngọc Thạch. Và bây giờ mình sẽ đi qua đường ha. Ở bên đây mình thấy hình ảnh của du khách rất là đông luôn. Rất là nhiều xe ở đây, rất là nhiều xe buýt đưa khách vào tham quan ở đây. Bây giờ chúng ta qua đường nha. Du khách đông như kiến. Và thẳng hướng này mình sẽ ra trung tâm thành phố nè. Ra khu vực đường Nguyễn Huệ đó. Và bây giờ mình sẽ đi vòng quanh khu này ha. Đây khu viên này trồng hoa rất là đẹp nè, hoa hình như hoa dừa cạn. Những hình ảnh nhà thờ Đức Bà thời xưa nè, qua các thời kỳ năm 1955, 2005, 1955, 1955. Và hôm nay là chủ nhật nên rất nhiều người đi lễ. Du khách Hàn Quốc. Tại em nghe Yemo Show. Đây rất là nhiều bồ câu. Giờ nhà thờ đang làm lễ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Do bây giờ đang làm lễ với lại em cũng mặc áo ba lỗ nên thành ra không có thuận tiện để đi vào, nên chúng ta sẽ đi vào cái bưu điện ha, để xem hình ảnh của bưu điện bên trong như thế nào. Ở trước cửa bưu điện thì có quán cà phê The Dean Coffee, or The Bot Coffee. Và những người bán đồ lưu niệm. Những cái kiến trúc của thời xưa rất là cổ kính và là chắc chắn nữa. Kế bên thì có McDonald's. Và mình nhìn lại cái khung cảnh mình vừa đi qua nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi vào bên trong ha, để mình xem coi bên trong như thế nào. Để xem ở đây có cấm quay phim chụp hình hay không. Không. Sài Gòn bây giờ là 4:40. Mình nhìn cái máy, cái trần nhà nè, rất là cổ kính, rất là đẹp. Rồi ở đây có cái bản đồ, là bản đồ năm 1936. Và khu bên đây bán đồ lưu niệm. Bên đây cũng là đồ lưu niệm luôn. Mình sẽ đi vào bên trong đây chút xíu. Khu này là khu gửi đồ. Mình sẽ đi vô một cái khu bán quà lưu niệm thử. Bưu điện là một cái nơi mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà đến Sài Gòn ha. Và nhân đó mình cũng hồi tưởng lại những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Một thời chúng ta cũng có đó mấy lần đi vô cái khu này để mình gửi đồ, gửi thư cho người thân, bạn bè. Wow, quá trời đồ luôn. Vòng đeo tay 100.000.
khuôn viên đá. À, con ốc. Nơi này mình để lỗ tai nghe. Em là người Việt Nam. Móc khóa. Ủa, đũa nữa nè. Đây cũng có đũa nữa nè. Đó. Một vòng để cho các anh chị và các bạn xem để biết trong đây có những gì ha, để mình có cái nhu cầu vô đây vừa chơi vừa mua sắm luôn. Đũa này thì tùy loại mà có giá khác nhau, như này là 90.000, 90.000 một bó, hay là 10 đôi này. Ồ, rất là nhiều loại luôn. Chén, đây là ly. Đây là cái hộp gương, cái gương trang điểm. Rồi chúng ta đi ra nha, quay trở lại để thử bên kia xem bên kia như thế nào. Đây có những cái tượng gỗ. Nón lá Việt Nam. Đây, mình nhìn đây là ra cổng nè. Phía trước rất đông du khách. Bên đây coi như thế nào ha, coi có gì khác bên kia không. Nón tai bẹo. $80.000 một cái. Mãi vô. Đây cũng có đũa nữa. Nhưng mà đây vô cái gói lịch sự hơn. Ly. Những đồ đây rất là đẹp. Ồ, tách cà phê nè, có cà phê nữa nè.
phin pha cà phê và ly cà phê. Đồ dũi lông mi. Tù và 130.000 sừng trâu. Wow, hồ dầu cù là hiệu con hổ, ngày xưa là dầu cù là hiệu con sư tử. Ngày nay dầu cù là hiệu con hổ nè. Hồi xưa là hiệu con sư tử ở đường Nguyễn An Ninh đó, chuyên bán dầu cù là. Rồi bên đây cũng giống bên kia, cũng những cái loại quà lưu niệm. Nón. Vườn nhỏ 20.000 này bằng gỗ, trên này bằng đá. Cái dụng cụ làm bếp nè. Combo 2 cái 380.000. Một những đồ chơi bằng những kim loại. Dây sơn. Cây cầm xè. Rồi chúng ta đi ra ngoài nhé. Một số hình ảnh ở trong cái bưu điện trung tâm thành phố gửi cô chú anh chị và các bạn. Số hình ảnh để mình có dịp đến Sài Gòn và mình cũng biết được bên trong đây như thế nào ha. Nhân đó thì mình cũng gửi lên số ký ức về ngày xưa, một thời khi chúng ta còn ở Sài Gòn và cũng có những cái khung cảnh ở khu vực này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ em đi rước bạn đồng nhỏ về đây. Rất là đông du khách, đông nghẹt luôn.
bạch tuộc nướng. À, đây là bánh tráng. Cá viên chiên. Những nơi khu du lịch, những nơi du khách đến thì không thể thiếu những gánh hàng rong như thế này. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.